À, sau đây chúng ta quan sát cái cây mà cà phê mà trồng năm thứ ba à, tức là cà phê tái canh đó, phá cà phê à, già cỗi xong bắt đầu chúng ta trồng lại cà phê mới thì hầu như à, bà con chúng ta gặp cái tình trạng là sau khi mà trồng lên năm thứ ba thì vào chuẩn bị mà hái trái cà phê đó, thì nó sẽ bị là khô cành và chết cây rất là nhiều thì thật ra là nguyên nhân chính của nó chính là do cái tiếng trùng gây ra và khi mà cây cà phê chúng ta trồng cây con lên thì không sao nhưng đến đến khi mà cây cà phê chúng ta mà cho mang trái á, thì bà con để ý là cây cái tiếng trùng nó làm hại bộ rễ rất là nhiều cho nên khi chúng cây cà phê chúng ta nó mang trái như thế này rồi á là cái hàm lượng dinh dưỡng nó tập trung nó nuôi trái và khi bà con mình hái xong á là nó bị kiệt sức cho cây luôn và bộ rễ nó hư hại hết cho nên cây chúng ta hái xong là nó bị khô khô cành và đặc biệt là năm thứ ba đến năm thứ tư là cà phê tái canh là bị rất là nhiều chứ năm đầu khi bà con trồng chúng ta không có có, có thấy được không có thấy được thấy nó xanh tốt bình thường là lúc đó tiến trùng nó chưa có phát triển mạnh tấn công mạnh và đang tấn công từ từ dần dần cho nên khi mà năm thứ ba là cà phê bắt đầu cho trái đến năm thứ tư là nó sẽ bị đây rất là nhiều đây là cây cà phê nó bị khô, khô cành, hái trái, mang trái là bị khô như thế này đây Đó là coi như vứt đi rồi Đặc biệt là khi cây cà phê à, tái canh như thế này á Thì à, khi chúng ta mà chỉ cần chúng ta nhổ lên, chúng ta lắc chúng ta nhổ lên Nhổ lên thì cái cây cà phê, cái bộ rễ chúng ta quan sát thì nó bị thối hết rễ thì khi mà bà con nhổ lên á thì bà con thấy là bộ rễ thối cứ tưởng là nấm là đúng là nấm nhưng mà cái nguyên nhân chính của nó là tuyến trùng. Sau khi tuyến trùng nó tấn công vào các rễ tơ của cây cà phê và nó làm cho cây cà phê chúng ta nổi sần u cục và từ đó nó tạo vết thương cho nấm tấn công làm thối rễ. Và khi cái bộ rễ chúng ta khô thì nó cũng có xuất hiện một số loại mối nữa, nó tấn công công thêm vào. Cho nên là một số bà con chúng ta ha, lầm tưởng là nó bị uh, nấm nhưng chúng ta không có xử lý tuyến trùng. Sau khi xử lý lấy nấm xong nhưng mà nó vẫn bị. Đó là nguyên nhân chính là do tuyến trùng. Đó bà con quan sát là hầu như các rễ rễ tơ là không còn nữa, tuốt hết. Tuốt hết. Đó.